Chúng tôi muốn gửi đến quý vị bài viết của nhà văn đã phản tỉnh, nhà văn Cộng sản Việt Nam, nhà văn nữ Dương Thu Hương. Và thưa quý vị, tôi cũng nên nhắc lại rằng tháng 4, 30 tháng 4 năm 1975, thì nhà văn này đã có mặt trong cái ngày tiếp thu. Và sau khi bà vào, bà nhìn thấy phố xá và cảnh sống miền Nam Việt Nam sung túc không như là cái lời tuyên truyền, thì bà đã ngồi bên lề đường và bà khóc và nói rằng tôi đã bị đảng lường gạt rồi. Và từ đó bà viết ra cuốn Thiên Đàng Mù. Bây giờ bài viết hôm nay là bài viết có tựa đề là Sư Quốc Doanh. Xin mời quý vị cùng nghe và chia sẻ những cái tâm tư của một đảng viên Cộng sản mà lại là một giới trí thức của Cộng sản, một nhà văn Cộng sản. Bây giờ, xin mời quý vị cùng vào chuyện với chúng tôi. Sư Quốc Doanh, Dương Thu Hương viết. Sau khi trả lời ông Đinh Ngọc Minh, bỗng nhiên tôi nhận được một loạt thư hỏi rằng: bà có phải là Phật tử không vậy? Chúng tôi thấy nhiều quan điểm trong bài viết của bà rất gần lý thuyết của đạo Phật. Nếu chúng tôi nghi ngờ là đúng, tại sao một người đấu tranh cho dân chủ lại có thể là Phật tử? Câu trả lời của tôi là: tại sao không? Đạo Phật không biên giới, đó là một tôn giáo thấm đậm tính đạo đức và triết lý đạo Phật, cũng như là bất cứ tôn giáo nào khác đều tồn tại và phát triển thông qua hằng hà sa số các cá nhân. Bất cứ cá nhân nào cũng có một gốc rễ về văn hóa, cũng mang một nhãn hiệu bản thể gọi là quốc tịch. Do đó, khi trong một cái con người cũng tồn tại song song hai tình yêu lớn, tình yêu tôn giáo và tình yêu tổ quốc, người đó ắt phải là tranh đấu cho hai kỳ vọng, hai niềm tin. Vì thế, câu trả lời của tôi là: tại sao không? Tuy nhiên, tôi chỉ là một Phật tử theo cách riêng của tôi. Tôi không đi lễ chùa, chẳng phải là cố tình tìm một cách tồn tại độc đáo, nhưng mà là vì tôi không có khả năng thỏa hiệp, cho dù đó là một cái sự thỏa hiệp dễ chịu nhất. Cách đây chừng 17-18 năm, một ngày xuân tôi đi viếng cảnh chùa. Ngôi chùa đó nằm gần phủ Tây Hồ. Trên đường tới phủ rẽ tay phải chừng non 100 mét là tới. Tôi không còn nhớ rõ tên chùa, mặc dù đó là những nơi mà trước khi xảy ra cái sự việc năm nào tôi cũng tới, khoảng 1-2 tháng một lần, siêng năng nhất là vào mùa xuân và mùa thu. Đó là ngôi chùa cổ còn may mắn sót lại sau những cơn đột phá đình chùa đền miếu theo chủ trương tiêu diệt tàn dư phong kiến của chính quyền Cộng sản. Không có cái gì đặc biệt ở ngôi chùa ấy cả, ngoài ra một mảnh vườn nhỏ vừa trồng đào vừa trồng mai. Có lẽ là cái cảnh tượng thân ái của những cây đào và cây mai chen vai với nhau, thích cánh bên nhau, cuốn hút tôi vào mùa xuân. Và khi mùa thu đến, đám trần trụi khẳng khiu vươn lên trong lặng lẽ, cũng mang một vẻ đẹp u sầu và nghiêm cẩn, vẻ đẹp mà ta thường bắt gặp ở tất cả các ngôi chùa cổ xứ Bắc. Trưa hôm đó, tôi đi qua cổng chùa đi vào ngôi nhà ngang. Vừa đặt chân lên bậc tam cấp, tôi chứng kiến một cảnh tượng không tương hợp chút nào với cái chốn từ bi. Trên tấm phản gỗ mốc, sư cụ bà nằm ốm không queo, bác cháu ăn dở để ở một góc phản khô đét. Nhà sư nữ ngoại tam tuần, mắt long lên sòng sọc, tay nắm cổ người bệnh lắc, miệng xít lên: mày chết đi, mày chết ngay đi cho người ta nhờ. Sư cụ đã quá yếu, không còn động đậy cửa nổi nữa,
cái đầu lắc lư, ngật ngưỡng bên quả bưởi trong tay người đàn bà hung hãn. Mày chết đi, mày chết đi. Tôi định lui ra nhưng mà cô ta đã nhìn thấy tôi rồi, quá muộn cho cả đôi bên. Hẳn cô ta không ngờ là kẻ đột nhập vào ngang hông bởi thông thường khách thập phương phải đi qua sân đi vào cửa chính. Cô ta không biết rằng tôi quen mọi ngõ ngách và thường đi tắt vào nhà ngang, vào chùa để hậu chuyện với sư cụ. Không thể mở miệng mô Phật như lần trước được, cô ta ném cho tôi một cái nhìn giận dữ và thách thức rồi quay ngoảy bỏ đi. Tôi ngồi xuống phản với sư cụ. Cô không mở nổi cặp mắt và giọng nói đã đứt khoảng nhưng hoàn toàn còn minh mẫn. Đó là cái người đã xuống tóc từ thời chính quyền năm 1945 khi thiết lập, đã duy trì và tu tạo ngôi chùa này qua mọi thăng trầm của thời gian, mọi biến cố của lịch sử. Nhưng cụ không có mảy may quyền hành để lưu giữ các chân tu ở lại, thay cụ để chủ trì. Nhân sự đó do bên trên đưa xuống. Như vậy, cái gì là bên trên vậy? Quyền lực nào áp chế những người tu hành và thả lũ lợn bẩn thỉu vào khắp chùa chiền, trên khắp xứ sở vậy? Chẳng có cái gì bí mật cả. Bên trên là cục A-25 bảo vệ văn hóa thuộc Tổng cục 1 Bộ Nội vụ. A-25 có nhiệm vụ đào tạo sư sãi để yểm Hội Phật giáo Việt Nam, để trấn giữ hệ thống chùa chiền toàn quốc. Không ai quên rằng chính nhà nước Cộng sản đã dấy lên cơn bão kinh hoàng nhằm tàn phá đền chùa, đền miếu, thậm chí đào mồ hốt mã chúng sinh, tiêu diệt tất cả những cái gì mà họ gọi là tàn tích của chế độ phong kiến. Trong một thời gian dài, những người Cộng sản muốn xóa sạch tất cả tôn giáo, bắt chúng sinh thờ vị thần duy nhất mắt xanh mũi đỏ là Các Mác và đám tông đồ của ông ta. Nhưng để xóa đi một đức tin và thay thế vào một đức tin khác không dễ dàng như bọn họ tưởng. Và không phải bất cứ lúc nào họng súng cũng đem lại những kết quả mong muốn. Thời gian không ủng hộ cho họ. Bức tường Berlin sụp đổ và Lenin vĩ đại của họ sụp đổ theo, bị dân Nga siết cổ tượng ông ta, kéo lê lết ở trên đường. Đám tín đồ phương Đông đứng chơ vơ, không biết từ nay là cái người cầm lái vĩ đại của họ sẽ là ai. Trong lúc đó, dân chúng ào ào dựng đình các chùa, khắp nơi miếu mạo đền chùa lăng tẩm dựng lên theo trí nhớ. Chính quyền Cộng sản có thể truy bức tàn sát chúng sanh, cướp bóc phá hủy tài sản của họ, nhưng trí nhớ và niềm tin là những thứ không thể bắn thủng bằng những loại đạn. Và vì thế, giờ đây, dân chúng đã xây lại tất cả những gì họ đã từng bị tàn phá, nếu không nói là còn nhiều hơn nữa. Nhu cầu tâm linh hóa ra cũng là một nhu cầu sinh tử của kiếp người. Trước tình hình này, cục A-25 trở nên quan trọng hơn trong vai trò bảo vệ nền chuyên chính. Nhiệm vụ của họ là khống chế Hội Phật giáo, biến chùa chiền toàn quốc thành hệ thống pháo đài của quyền lực, rình mò theo dõi tư tưởng dân chúng, và điều này nữa, các tín đồ Các Mác không quên tận thu nguồn lực béo bở từ đám chúng sinh mê tín kia. Vậy là đội quân sư nhà nước được hình thành. Nguồn đào tạo chính là C-500, tức là Đại học ngành an ninh. Thêm nữa, sinh viên tuyển lựa từ các đại học khác như là tổng hợp, sư phạm, ngoại ngữ có thành phần cơ bản là lý lịch đáng tin cậy, được vũ trang bằng lý thuyết giai cấp Mác Lênin và một thứ chủ nghĩa duy vật hạ đẳng. Sau đó, lớp người này được tráng men bằng lý thuyết đạo Phật và trước hết là các phương pháp niệm kinh, hành lễ để vào nghề thầy chùa.
Như thế, nhà nước Cộng sản đã tạo nên một đội ngũ tôi tớ trung thành được quyền thỏa mãn mọi nhu cầu vật chất và nhục thể dựa trên cái sự đầu cơ trục lợi, những khát vọng tâm linh của dân chúng. Các ông sư, bà sư áo quần phấp phới cởi xe chạy dù dù để đi họp kín. Họp kín ở đây tức là họp giao ban ngành dọc A-25. Họ báo cáo sành mạch mọi thành tích, riêng như cọc tiền thu được từ các hồn công đức là không thể sành mạch được, vì các sư còn phải mang về quê xây nhà tầng và lo cho các con học đại học trong nước và ngoài nước. Sư hành nghề ở Thái Nguyên, Hà Bắc thường có quê quán gia thất ở tại Thanh Hóa, Nam Định và ngược lại. So với các nghề khác ở trong Bộ Nội vụ, cái nghề làm sư là béo bở, chỉ thua kém cục buôn lậu ma túy mà thôi. Có một cô gái lừa bịp vận hành nhiễm nhiên và ngang nhiên dưới ánh sáng mặt trời trước mắt dân chúng. Dân chúng tuy thường xuyên phải cúi mặt nhẫn nhục cam chịu, đôi khi cũng vùng lên tranh đấu đòi đuổi sư nhà nước trình chùa lại cho các vị chân tu. Vụ biểu tình của các tín đồ chùa Láng Hà Nội cách đây 3 năm là một ví dụ điển hình. Trong tối hôm đó, công an đã bắt giam trên 100 tín đồ. Vậy tôi xin trở lại cái lý do khiến tôi không lên chùa từ gần 2 thập kỷ nay. Sau khi niệm đau buồn với sư cụ, tôi không còn muốn nhìn thấy một lần nữa cái bọn thầy chùa điểu. Nhưng chưa hết, tôi không đi lễ chùa cũng còn vì là chùa chiền giờ đây đầy rẫy bọn đau phủ đi đánh quả với thần Phật. Còn họ là đau phủ vì chính lũ người đó trước đây đã ra lệnh phá đình phá chùa, đuổi sư sãi, giặt cổ giặt tay thần Phật làm củi. Giờ đây chúng lại xì sụp hương khói hơn tất thảy mọi người. Vì sao có sự đổi hướng quay chuyện? Tôi sẽ trả lời tường tận, nhưng trước hết để tránh rơi vào cái lối ám chỉ chung chung, tôi xin nêu ra dẫn chứng. Một là những người dân quê ở cỡ tuổi trung niên hẳn chưa quên cái câu này: Bùi Sang cùng với Trần Hoàng, hai thằng ngu ấy phá đàn Nam Giao. Bùi Sang bí thư tỉnh ủy, Trần Hoàng là trưởng ty văn hóa. Công trình chung của họ là hủy diệt một di sản lịch sử nơi xưa kia các vua nhà Nguyễn tế cáo trời đất và thiên vương. Sau này ông Trần Hoàng lấy làm bộ trưởng bộ văn hóa, vợ con ông ta đi xem bói từ Nam ra Bắc khấn lễ mọi nơi, đặc biệt lễ hậu là bia bà để cầu cho ông được vững vàng. Riêng tôi nhìn thấy ông nhiều lần cấp cặp đứng trước cổng nhà của các vị bộ chính trị. Quả là một cuộc hiệp đồng tác chiến. Vợ con đi đúc lót thần Phật, còn ông thì đi hầu hạ các thánh sống, để được duy trì thêm 4 năm trên cái ghế bộ trưởng vì ông đã già, lại có quá nhiều khiếu kiện. Cấp trên đã chấm cho ông vào sổ về hưu. Hay là thời kỳ Lê Khả Phiêu làm tổng bí thư đảng, ngoài chiến dịch Thanh Hóa quá bộ máy cầm quyền, ông ta đã tranh thủ đào bới ngân khố quốc gia để xây dựng lại, để mở mang hoành tráng lại đền thờ Lê Lai, tin tưởng đó là tổ tiên trực tiếp là thần hộ mạng cho chính mình. Ba là vài năm gần đây, nhiều người họ Trần vinh vang tuyên bố rằng Trần sắp sửa bước vào thời kỳ đại phát, vì Trần Đức Lương vừa cho xây khu mộ cổ họ Trần tại Thái Bình. Khu mộ này sẽ được xây theo rồng phục sao cho ít nhất là 9 đời họ Trần sẽ liên tục làm vua, vân vân và vân vân. Theo logic, ngày nào chế độ độc tài này còn tồn tại thì tất thảy bọn cầm quyền họ Miêu, họ Thử, họ Ngưu, họ Mã sẽ lần lượt vét ngân khố quốc gia để xây dựng mồ mả đền miếu cho riêng dòng tộc của chúng, với một mục đích duy nhất, hoặc ngụy trang hoặc lộ liễu, là duy trì quyền lực. Quyền lợi đó là căn nguyên của sự quay chiều đổi hướng của kẻ cầm quyền.
Marx và Lenin hết xài được thì quay sang đầu tư đến quả thần Phật tiên thánh. Hạng người ti tiện, lòng tham ngùn ngục như vậy làm gì có tâm hồn tôn giáo, nhất là tôn giáo có quá nhiều yêu cầu đạo đức cấu trúc trên tinh thần khắc kỷ của đạo Phật. Không phải vô cớ mà so với đạo Hồi, với Thiên Chúa giáo, đạo Phật có ít tín đồ hơn. Con đường rất khó trèo, con đường dốc ấy làm sao tương hợp được với bọn cởi áo đạo phủ, phát áo cà sa, điềm nhiên như là một diễn viên thay trang phục sân khấu, không một chút ngượng ngùng, không mãi mai hối tâm, không một lần nào thành khẩn trước tha nhân. Lẽ ra chính quyền Việt Nam phải xin lỗi dân chúng một cách công khai, một cách thành thật, một cách nghiêm khắc vì tội ác phá đền chùa lăng miếu, đào bới san ủi mồ mả tiền nhân của chúng sinh. Nếu họ cải tâm, họ đã phải làm điều đó trước khi đặt chân lên thềm những đền chùa và dân chúng gom góp tiền xây dựng lại. Nhưng cái ngã mạn của kẻ cầm quyền khiến lương tâm của họ tù tội. Họ không cần xin lỗi ai, bởi vì họ tự nhận là đảng thần thánh và đảng vĩ đại, và thần thánh và vĩ đại, họ đã thản nhiên làm cái việc mà cổ nhân từng cảnh báo. Thế gian có mặt mũi nào đã nhổ lại nếm làm sao cho đành. Tôi chuyển sang mục thứ hai. Tôi là Phật tử theo kiểu siêu tục, không đi lễ chùa đã đành. Tôi cũng không tin tuyệt đối vào lòng từ bi. Đối với tôi, lòng từ bi không thể độc hành. Lòng từ bi phải bước song song với một trí tuệ sáng suốt và khả năng chiến đấu chống lại điều ác. Khi lòng từ bi không được rọi chiếu dưới ánh sáng của trí tuệ, nó dễ dàng đưa ta đến tai họa. Chỉ cần nhớ lại cái tích đường Tam Tạng đi lấy kinh là đã đủ. Đã bao nhiêu lần bị sư phụ này mắc lừa bọn yêu quái, niệm chú để siết chặt vòng kim cô làm Tôn Ngộ Không đau đớn vật vã điên cuồng. Và cũng chớ nên quên rằng bao nhiêu lần ông ta mắc lừa, bấy nhiêu lần tông hành giả đi giải cứu. Thưa quý vị, theo cái ý riêng của tôi là Phật Bà Quan Âm niệm chú kim cô, chứ không phải là cái bọn quỷ quái bắt thầy thầy Quyền Diệu Trang. Xin quý vị cho tôi được đính chánh một chút chỗ này. Khi thiếu khả năng chiến đấu chống lại cái ác, lòng từ bi của chúng ta biến thành chất dầu nhờn bù trơn cỗ máy nghiền của loài ngạ quỷ, và chính cỗ máy này sẽ nghiền nát chúng sanh. Một dân tộc hiền hòa như dân tộc Tây Tạng đã mất nước vì thiếu khả năng chiến đấu. Quân lính Trung Quốc không chỉ xâm chiếm tàn phá đất nước Tây Tạng mà còn đổ than hồng vào đầu của những vị sư, đổ vào họng của các vị sư và tra tấn họ bằng tất cả những hình thức tra tấn thời Trung Cổ. Thêm một ví dụ nữa, ai cũng biết là ở Khmer đạo Phật là quốc giáo, như vậy mà chính tại xứ sở này nạn diệt chủng đã xảy ra. Hơn 200 người bị giết dưới chính quyền Khmer đỏ, thê thảm thay, rất nhiều cuộc tàn sát mang rợ lại xảy ra chính tại các chùa. Nơi thờ cúng linh thiêng đã biến thành địa ngục và giờ đây thành một thứ bảo tàng lưu trữ đầu lâu của các nạn nhân. Giới niệm sinh, tôi xin góp một dẫn dụ nhỏ. Năm 1991, trong gần 8 tháng tù, tôi nhớ cái câu này: chị sẽ được nghiền ra tương ớt. Không phải vì câu nói được lặp đi lặp lại, mà vì cái thái độ của những người nói, họ có vẻ hài lòng đáng sợ, một sự điềm nhiên đáng sợ. Tôi không thù ghét họ, một đại tá, một đại quý, một trung tướng. Có lẽ là cái bản chất của họ không phải là ác xấu, nhưng họ đều được đào tạo để làm cái việc người hiền khác cả người hiền khác ra tương ớt. Vì thế, đối với tôi,
Thì việc nghiền ai đó ra tương ớt là cái phận sự, là phương tiện sinh tồn, giống như người thợ phải bào một con ốc thép hoặc là cái người đầu bếp xào món rau mà thôi. Chị sẽ được nghiền ra tương ớt. Mỗi lần nghe câu nói đó, tôi đọc thấy trên gương mặt của họ niềm hạnh phúc thanh thản. Cô gã nông phu vừa cày xong cửa ruộng, ngã mình trên đất cỏ ngủ ngon lành. Đương nhiên, họ chuẩn bị mọi sự để cho tôi ra tương ớt. Nhưng không may cho họ, mỗi tuần sau đảo chính ở Nga thất bại, thành trì của chủ nghĩa xã hội sụp đổ tan tành. Cả ekip ba người hỏi cung tôi tái xanh tái xám mặt. Mặt của họ hiện lên nỗi hoang mang, thê thảm, không còn một chút tự tin nào. Họ phải dừng tay, họ không dám cho tôi ra tương ớt. Và rồi, với 95 triệu franc viện trợ không hoàn lại của chính phủ, của đảng xã hội Pháp, nhà nước Cộng sản đã thả tôi ra. Hơn một thập kỷ trôi qua, tôi vẫn không quên cái hình ảnh tương ớt, vì cái cỗ máy nghiền con người ra tương ớt vẫn tồn tại đó, và nó tiếp tục nghiền những người khác. Có một đội ngũ thợ nghiền tiếp tục nuôi sống bản thân cũng như vợ con họ bằng cái nghề nghiệp làm thầy chùa này. Liệu các vị có thể dùng lòng từ bi hỷ xã như là vũ khí tối hậu và duy nhất để làm thay đổi cái cỗ máy nghiền nát này hay không? Nhiều câu hỏi, tôi không tin. Vì thời gian hữu hạn, khả năng con người cũng hữu hạn. Vì sự tập nhiễm là khả năng thứ hai lại có sức mạnh ghê gớm, mà chỉ riêng lòng tốt không đủ để đổ thay. Vì lẽ đó, cuộc đấu tranh của Phật tử cũng như của giáo dân không có thể nào chỉ tựa trên sức mạnh của lòng từ ái. Cuộc đấu tranh nào cũng phải có chiến lược, chiến thuật và tùy cơ ứng biến. Và dù dưới bóng của Phật hay dưới bóng của Chúa, con người cũng cần phải có bộ óc phán đoán, phân tích sắc bén, cộng với một khả năng đủ cho việc chống lại cái ác bên cạnh lòng hỷ xả từ bi. Tôi là Phật tử theo kiểu riêng tôi, vì tôi không bao giờ chủ trương đạo Phật trở thành quốc giáo. Tôi đấu tranh cho một nền dân chủ đích thực, và nền dân chủ đích thực chỉ cho phép tồn tại một nhà nước thế tục, trong đó tất thảy các tôn giáo đều được bảo vệ một cách bình đẳng, nhưng trước hết mọi tín đồ đều có nghĩa vụ làm công dân xứng đáng. Với tôi, thì một nền dân chủ đích thực cho phép thay đổi thường xuyên các chính phủ thối nát lạm nhũng, mới cho phép các tôn giáo tồn tại đúng với tư cách của tôn giáo. Đền chùa và nhà thờ mới tồn tại như những chốn thiêng liêng nhằm thỏa mãn nhu cầu tâm linh của cõi người, mà không bị biến thành đồn bót bảo vệ cho quyền lực, nơi đám cường hào ác bá cá hình ức hiếp người tu hành và bóc lột chúng sanh. Bây giờ là một câu hỏi riêng tư: có duyên nào đưa cho bà đến cửa thiền? Tôi xin trả lời ngay là sự đưa dẫn của số phận. Đúng như vậy, tất cả những ngã rẽ lớn ở trong đường đời tôi không trù tính được, tất cả đều xảy ra như những ngẫu nhiên. Nói một cách bóng bẩy hơn là suốt phần đời tôi đã trải qua là tạo phẩm dưới bàn tay vô hình của số phận. Tuổi thơ tôi không mơ ước làm nghề viết văn, trưởng thành tôi cũng không thể hình dung được có một ngày tôi trở thành kẻ thù số một của chế độ cộng sản này. Tương tự như thế, chưa bao giờ tôi cố ý tìm đọc giáo lý nhà Phật. Sau cái chết của cha tôi năm 1992, trong tôi cũng nảy sinh ra một nhu cầu siêu hình. Vì sao, chính tôi cũng không rõ nữa. Có cái điều, tôi biết chắc rằng đời người thường cất chứa những ngộ nhận, những lầm tưởng, những bí ẩn, những che giấu. Tất cả những cái gì mà người ta thường gọi là bờ lú bến mê trong quan hệ giữa con người và con người. Những mê lú thường đem lại khổ đau, thường đem lại hờn oán.
thâm tình càng sâu, khổ đau càng lớn. Bởi vì chỉ những người ta yêu thương mới có khả năng làm cho ta đau đớn mà thôi. Phật Tổ Như Lai đã dạy, con cái là những sợi xích hằng bằng vàng. Với tôi, sự thật dạy thêm cái vế đó là cha mẹ là những chiếc cùng bằng ngọc. Trong gia đình tôi tồn tại một nguyên tắc gia pháp cao hơn quốc pháp. Vì lẽ đó, trong hơn một thập kỷ, cha tôi đã áp dụng với tôi mọi hình thức kỷ luật quân đội để ép tôi phải sống với người chồng cũ, vì vợ chồng là đính nhục gia phong. Có lẽ vì những ân ước đó, tôi bỗng có cái nhu cầu siêu hình sau cái chết của ông cụ. Dù người âm kẻ dương, chúng tôi vẫn là cha con và vẫn có nhu cầu để trò chuyện cùng nhau. Cũng chính vì những ẩn ức đó, cuộc gặp gỡ và thờ phụng Phật Bà Quan Âm đối với tôi là một hạnh duyên, một may mắn vĩ đại và thần bí. Là người viết văn, tôi biết rằng với thời gian và qua thời gian, tất thảy các nhân vật lớn thuộc mọi tôn giáo đều được thần thoại hóa. Nhưng dù cho bị tước bỏ mọi chi tiết quyền hoặc, mọi sợi chỉ ống ánh theo dệt chân dung, tôi vẫn thấy Phật Bà là một nhân cách vĩ đại tỏa sáng trong lòng người. Bị chinh phục hoàn toàn vì nàng công chúa từ bỏ cuộc đời xa hoa của hoàng cung, chạy trốn sự truy đuổi của quân lính triều đình, cởi hổ về phương Nam tu hành, tôi đi tìm đọc giáo lý nhà Phật. Vậy là cái con đường tôi đi ngược chiều với nhiều người khác. Tuy nhiên, phương Tây có câu, mọi con đường đều dẫn đến Roma, tức là mọi con đường đi đưa đến La Mã. Tôi tin rằng, có nhiều con đường khác nhau, dẫn đến tôn giáo nói chung cũng như cửu Phật nói riêng. Tùy theo duyên phận từng người, họ có thể dấn thân vào hành trình đó sớm hay muộn, lâu dài hay ngắn ngủi, sâu hay nông, thành thực hay là chiếu lệ, vân vân. Đối với tôi, Đạo Phật đem lại nhiều chân lý vĩnh hằng, tính vô thường của tổng sinh, luật ly hợp của con người, dòng quay sinh diệt, vân vân. Nhưng trước tất thảy, mọi kết thiết Đạo Phật dạy cho ta xử lý ra sao trong các mâu thuẫn đang giải của đời người. Lễ sự cá nhân của Quan Thế Âm Bồ Tát đã đem cho tôi một sức mạnh mới mẻ và có sự thanh thản triệt để trong tâm hồn. Tôi hiểu là từ ngàn xưa, con người vĩ đại đã giải quyết ra sao mối mâu thuẫn giữa các thế hệ đặt trong bối cảnh tình quyết nhục. Tôi hiểu rằng ngoại trừ những cha mẹ đặt ta ra cõi đời này, con người phải tự mình sinh đẻ ra mình, và cái lần sinh trưởng thứ hai này mới thực sự là quyết định trên nhân cách cũng như là sự nghiệp chính mình. Tôi hiểu rằng không phải vinh quang, cũng không phải chiến thắng, mà chính là tình yêu và cái sự hy sinh đã nâng con người lên cao. Và tất thảy những ý tưởng ấy được trắc lọc từ khi tôi đọc chuyện Phật Bà Quan Âm. Cho nên tôi như được hồi sinh khi tẩy xóa mọi ẩn ức, thanh lọc tâm hồn. Tôi cúi đầu trước vong linh cha tôi và hiểu rằng chính ông và chỉ có ông mới tạo ra cho tôi. Tôi vẫn đi đúng với con đường tôi đã chọn, không mảy may nào đúng. Tôi cũng không bao giờ ép duyên hay là can thiệp vào đời tư của các con tôi. Và bài học lớn lao ấy tôi học từ Phật Bà Quan Âm. Ngay chính Ngài là cái cơ duyên đưa tôi đến cửa thiền. Cuối cùng, để cảm ơn tất thảy những ai đã quan tâm hỏi tôi, nhất là các Phật tử, thì tôi xin phép nói, tôi vẫn mơ ước có một ngày khi cái lũ lợn bẩn thỉu bị đuổi ra khỏi đền chùa, nơi thờ phượng cúng linh thiêng để trả lại cho các chân tu, những người mà mệnh và nghiệp gắn kết họ với tôn giáo. Ngày ấy, nếu trời còn cho tôi sống, tôi sẽ vãng cảnh chùa để thưởng thức mùi hương thuần khiết thanh cao của hoa mộc lan, hoa sói, hoa lài, những loài hoa chỉ được phép trồng nơi thiêng liêng hương khói mà thôi.
quý thính giả vừa nghe xong bài Sư Quốc Văn của nhà văn nữ Dương Thu Hương. Chương trình Chuyện Quê đặc biệt hôm nay đến đây chấm dứt. Xin chân thành cảm tạ quý vị đã theo dõi chương trình này. Xin hẹn gặp lại quý thính giả vào chương trình tuần tới. Triệu Phổ thân ái cùng quý vị.